Trung tâm Y tế Dự phòng Lâm Đồng cho biết trên địa bàn tỉnh đang có gần 300 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Con số này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và Cát Tiên là những địa phương có số ca sốt xuất huyết tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, chính quyền địa phương và người dân cơ sở. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Tổ dân phố 12 phường Lộc Sơn là ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên bùng phát trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Và đây là phường đã có 58 ca nghi bị sốt xuất huyết, trong số hơn 200 người nghi bị nhiễm sốt xuất huyết trên địa bàn. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Bảo Lộc đã điều động nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền nhân dân, phát quang bờ bụi, khơi thông cống rãnh, giải phóng các dụng cụ đọng nước lâu ngày là nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Ủy ban phường đã tổ chức triển khai là phân theo nhóm và chia về các tổ, và nhân viên trạm y tế phối hợp với các cái ban ngành của phường cũng như là tổ, gồm có là mặt trận, bí thư, tổ trưởng, cộng tác viên và các cái thành phần như là đoàn thanh niên của từng tổ, và tổ chức là làm sạch môi trường bằng cách là đi đổ các cái vật chứa có liên quan, là không cho có bọ gậy nữa, làm sạch môi trường trước khi mà phun hóa chất, dọn sạch lưu chén các cái vật dụng để đựng nước, không cho lăng quăng, không cho muỗi đẻ, và tối ngủ thì giăng mùng kỹ, hàng tháng theo định kỳ thì nhúng mùng mền để chống muỗi. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tăng đột biến. Theo đánh giá của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc, thì tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng do có mũi truyền bệnh và chỉ số lăng quăng cao. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Bảo Lộc đã có 188 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 173 ca so với cùng kỳ năm 2015. Số ca mắc bệnh chủ yếu tập trung vào tháng 5 với 43 ca và tháng 6 71 ca. Ngay khi bắt đầu có những ca bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã triển khai các kế hoạch và chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố cùng các cơ sở y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh bằng cách phun hóa chất và xử lý 11 ổ dịch về môi trường để loại bỏ lăng quăng. Chúng tôi chủ động giám sát công tác phòng chống dịch bệnh ở trên địa bàn, tuyên truyền cho người dân biết bằng nhiều hình thức để biết cách phòng chống sốt xuất huyết, như là loa đài, đài truyền hình và phát tờ rơi, cũng giống như là tuyên truyền trực tiếp đến với từng hộ gia đình. Còn tại huyện Cát Tiên, địa phương có 56 bệnh nhân bị sốt xuất huyết đến điều trị, tăng 100% so với năm 2015. Bên cạnh xử lý ổ dịch, xử lý các ổ lăng quăng, trạm y tế các xã thị trấn trên địa bàn cũng đã tiến hành giám sát côn trùng, loại bỏ lăng quăng tại các khu vực khi có ghi nhận ca bệnh, xử lý các dụng cụ chứa nước có lăng quăng tại các thôn tổ trọng điểm về sốt xuất huyết, tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời tiếp tục duy trì công tác chủ động giám sát các chỉ số côn trùng và xử lý khi các chỉ số côn trùng tăng cao. Cái việc mà làm sạch môi trường á, thì bên ngành cũng phối hợp với địa phương là làm sạch môi trường hàng tuần và đồng thời giám sát hàng tuần. Về phun hóa chất á, thì cũng trong thời gian vừa qua là phun trên diện rộng á, là hai đợt, một đợt vào tháng 1, một đợt vào tháng 7, phun trên diện rộng toàn xã luôn. Nói chung kiến thức của người dân thì có, nhưng mà cái việc mà chuyển đổi hành vi á, mà để làm sạch môi trường thì lại chậm. Có nhiều người là qua công tác giám sát á, thì chúng tôi là phỏng vấn, họ hiểu được, nhưng mà cái việc mà họ thực hiện để làm sạch môi trường á, thì chậm lắm. Cho nên có một số gia đình họ lại không có hợp tác. Tăng cường đi vãng ra các hộ gia đình và làm sạch môi trường, sau đó rồi là phối kết hợp với lại anh em ở trên Trung tâm Y tế Dự phòng của huyện về sẽ phun hóa chất và tuyên truyền cho bà con là loại bỏ những cái vật chứa nước không cần thiết, mà nó có lăng quăng ấy thì mình úp bỏ hết, và những cái lưu vại mà dùng nước để sinh hoạt ấy phải có nắp đậy, và khi mà có biểu hiện mà trong gia đình có một người bị sốt đấy là phải lên tới cơ sở y tế ngay để khám và điều trị cho nó kịp thời. Chúng tôi cũng được hay được đi họp đi hành thì chúng tôi cũng hay được nghe, thì chúng tôi cũng có tuyên truyền với xung quanh hàng xóm nhà tôi là tất cả mọi người đều có phòng chống diệt lăng quăng để mà giữ gìn môi trường cảnh quan cho nó sạch sẽ, thì nó sẽ đỡ muỗi nó đẻ ra để mà nó tránh được các cái bệnh sốt huyết do muỗi truyền. 10 trên 12 huyện thành phố của tỉnh Lâm Đồng đã có sốt xuất huyết và các ca mắc bệnh liên tục tăng. Để tăng cường phòng chống bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt 700 triệu đồng chi cho việc mua vật tư, thiết bị hóa chất và tiền công cho cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia phòng chống bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các địa phương có dịch xảy ra
chính quyền cơ sở còn lơ là, chưa chú trọng các giải pháp phòng dịch. Một bộ phận nhỏ nhân dân chưa ý thức, vẫn chưa chủ động phát quang bụi rậm, làm sạch môi trường, loại bỏ các vật chứa nước trong và xung quanh nhà. Chúng tôi đã thấy vấn đề này, và cách đây 2 ngày chúng tôi đã triển khai kiểm điểm tất cả trách nhiệm anh em, là do cái trách nhiệm của một số ít lãnh đạo của phường xã là chưa quan tâm hoặc là chưa biết cách thức để làm, cũng như là cái hệ thống chính trị vào cuộc ở phường xã là chưa quyết liệt. Thì cách đây 2 ngày chúng tôi đã tổ chức và quán triệt cũng nêu những ý kiến đó, và thậm chí chúng tôi sẽ xử lý một số cán bộ nếu như còn thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực mà không thực hiện được giảm cái tỷ lệ sốt xuất huyết của thành phố ở trong cái thời gian tới. Để công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết đạt hiệu quả, rất cần sự chung tay tích cực của người dân trong việc thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi, cũng như có sự phối hợp tốt với chính quyền và y tế địa phương trong công tác phun hóa chất diệt muỗi để phòng chống dịch sốt xuất huyết trong thời gian tới. Ngay sau khi nhận được tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã điều động 4 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phá khóa và chữa cháy kịp thời.